tình huống dứt điểm. Và đó là bàn thắng tiếp theo của các cầu thủ miền Tây Zero ngay sau khi Quốc Bình và sân Anh đã lập công. Bàn thắng của Quốc Bình đến ở những thời khắc cực kỳ quan trọng cho các cầu thủ áo đỏ. Vào phút thi đấu cuối cùng của trận đấu này, có lẽ đây là một trận đấu cực kỳ cân bằng và đó là thời gian thi đấu cuối cùng.